Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sto, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình ra rất là nhiều video, mình take note, viết chữ, nhưng mà ít khi làm ra một cái video và viết về calligraphy bằng bút brush. Thực ra thì đây không phải là điểm mạnh của mình, bởi vì mình viết chữ calligraphy bằng bút brush ấy, nó không có được đẹp, không được mềm mại cho lắm. Mình ít khi so sánh chữ viết của mình với người khác, nhưng mà so với cách luyện chữ của mình ấy, thì chữ của mình chưa đạt tiêu chuẩn tuyệt đối. Hôm nay mình làm một cái video về các loại bút mà mình sử dụng viết calligraphy. Bút đầu tiên, bút brush, đấy là Tombow. Mọi người rất là thích Tombow bởi vì thứ nhất là em ấy mắc như kiểu là của nào tiền đấy ấy. Nhưng đối với mình ấy, có thể là mình chưa viết calligraphy giỏi, nhưng mà đối với mình em Tombow thì ngòi không cứng cũng không quá mềm, nó vừa phải để có các bạn có thể chỉnh độ chữ ấy. Và cái bút thứ hai đó là Mealline. Và so với Tombow thì mình thích Mealline hơn. Thực ra ấy, thì Mealline rẻ hơn Tombow rất là nhiều. Và mình thích màu của em Mealline và cái ngòi bút lông của nó mềm hơn của Tombow. So với hai bút thì mình thích bút Mealline hơn. Có thể là mình sẽ luyện tập viết Tombow hơn, nên sau này mình có thích Tombow thì sao, đúng không? Bút thứ ba đó là Stabilo. Và mình nói là khi mà mình viết em này xong mình cuồng ấy, cái ngòi của em ấy khá là nhỏ nhưng mà đi nét chữ khá là mượt và đẹp, khiến cái nét chữ của bạn nét to ra nét nhỏ ấy, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Như mọi người có thể thấy, chữ của mình vẫn chưa đẹp nhưng mà khi mà đi nét nó rất là mềm, nó cảm giác cho mình rất là thích ấy. Ôi, mình yêu Stabilo. Và bút thứ tư đấy là Sakura Koi. Thực ra em này cũng ngòi cũng không quá là mềm, nó thiên về độ cứng nhiều hơn, nên khi mà các bạn đi nét ấy thì nó sẽ hơi bị cứng, nên là các bạn cần phải chuyển nét cần cẩn thận. Thì như chữ của mình viết ấy, mình bị lỗi ở cái phần chữ K ấy mọi người. Khi mà mình chuyển nét từ chữ K trong calligraphy ấy, thường thường nó không có được đẹp. Mọi người hãy comment cho mình một cái cách mà viết chữ K cho nó đẹp nhé. Màu bút của em này hơi giống cái màu bút highlighter của Thiên Long ấy, nhìn nghĩ về cái kiểu chữ ấy. Đây các bạn có thể thấy là mình khi mà mình viết Sakura Koi ấy, chữ của mình nó không quá được đẹp, có thể là cái nét tay của mình cần luyện tập thêm ấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng sử dụng em ấy nhiều hơn. Và bút tiếp theo đó là bút Mavi. Mọi người thường chê cái bút Mavi ấy, nhưng mà mình lại thích cái bút này. Mình không biết lý do tại sao, chắc có thể là tùy ngòi, tùy loại bút và tùy cách đưa tay của mọi người tạo ra cái chữ nó đẹp nữa, chứ không nhất thiết là phải bút Tombow hay là bút đắt tiền là các bạn có thể viết chữ được đẹp. Mình nghĩ ấy, là cái ngòi bút và cái cách cầm bút của các bạn nó phụ thuộc vào cách viết của các bạn nữa. Không có nhất thiết là những cái bút đắt tiền mới có thể viết đẹp đâu nhé. Nói chung là người nào viết đã đẹp rồi ấy, thì dùng bút gì viết cũng đẹp. Mà hả, đã viết xấu dùng bút nhiều tiền thì vẫn thế thôi. Và mình rất là thích màu của em này. Tiếp theo đấy đó là em Bensai. Thì mọi người cũng sử dụng em này rất là nhiều rồi. Bình thường ấy thì mình sử dụng em này để viết những cái kiểu chữ nhỏ thay vì những kiểu chữ lớn ấy. Và mình thích cái ngòi của em này bởi vì nó nhìn kiểu nó hơi cứng, nhưng mà khi viết là nó rất là mềm, kiểu rất là vi diệu ấy. Và mình ghi chữ to ấy, đây là lần đầu tiên mình ghi cái chữ này nó to như vậy ấy. Còn đâu á, hồi trước ấy thì mình ghi hay ghi nhỏ hơn, ghi nhỏ nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Và khi mà làm cái video này xong ấy, mình thấy đúng là mình viết cái chữ của mình nó không được đẹp thật. Các bạn có cảm giác như thế không? Bình thường mình hay sử dụng cái bút màu đen cơ, nhưng mà cái màu này khá là đẹp ấy, kiểu màu cà phê, nên là mình đã sử dụng. Tiếp theo đấy là bút Align. Mình suy đi nghĩ lại, mình thử mua cái bút này viết bởi vì nhìn màu của em ấy khá là đẹp ấy. Nhưng mà khi mà mình mua xong mình viết ấy thì mình hơi thất vọng một chút bởi vì ngòi của em ấy quá là cứng. Và đi nét thì không có được đẹp như mà mình mong muốn, nhưng mà nó không quá là tệ. Ngòi khá là cứng ấy các bạn, nhưng mà do vì cái bút này màu đẹp nên mình đã mua. Nhưng mà so với tổng thể thì nếu mà đi nét ổn thì chắc cũng sẽ đẹp ấy. Có thể là do mình viết calligraphy xấu quá, nhưng mà đối với mình sẽ không bao giờ mua lại bút Align nha.
Bút tiếp theo đấy là bút Mavic Brush. Bút này đáng nhẽ ra để là tô màu ấy nha mọi người, nhưng mà mình lại mang đi để viết calligraphy. Bút này mình mua khá lâu rồi, chắc gần 2 năm rồi ấy. Mình mua hồi đấy mình không nhớ mình biết làm gì nữa, xong rồi sau này mình mang ra để viết calligraphy. Mình nghĩ là các bạn không nên mua lại bút này để viết calligraphy nhé. Bút tiếp theo đấy là bút Double Hash. Thì cái này á, thì mình tình cờ ở trên cái shop ấy, thì mình mua thử thôi. Nhưng mà ôi mẹ ơi, mình nói thật, khi mà mình viết cái chữ lên giấy ấy, ngòi nó rất là mềm, nó giống như cái ngòi của bút Merlite ấy. Nhưng mà màu của em này không có được đẹp và không có nên nét ấy, nên là mọi người thấy nó không có rõ thôi, nhưng mà ngòi nó rất là mềm. Mình thấy là cái màu của bộ màu này nó không có quá được đẹp ấy, nhưng mà đổi lại cái ngòi nó rất là mềm. Mọi người có thể mua để sử dụng khi mới tập, bởi vì bút này khá là rẻ. Mình nhớ là không nhầm là hình như là 10 nhà hay sao ấy. Đây là một em bút Jori của Nhật, mình không nhớ nữa, để mình sẽ để comment ở xuống phía dưới nhé. Ngòi bút của em này nhìn có vẻ rất là mềm nhưng mà viết rất là cứng. Hồi đầu mình nghĩ là em này không có thể viết calligraphy đâu, nhưng mà mình cũng mua thử xong về thì mình cảm giác như khi mà viết calligraphy nó không có được đẹp ấy, hay là do mình cách mình đi nét nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào biết đi nét ấy thì viết em này viết calligraphy ấy sẽ rất là đẹp. Các bạn cứ mua thử, bởi vì bút này cũng khá rẻ ấy, nó không có quá đắt đâu. Tiếp theo đấy là bút Faber. Thực ra đây là em này là giống như bản rứt của Tombow, và màu của em này, của mấy em này thì không quá được bắt mắt, nhưng mà so với tổng thể về giá, nếu như các bạn mới tập viết calligraphy ấy, mình nghĩ là các bạn nên mua thay vì mua Tombow. Các bạn có thể sử dụng cái này khi nào các bạn viết cái nét của các bạn chuyển uyển chuyển và đẹp đấy, thì các bạn có thể có tiền hơn một chút thì các bạn mua Tombow để có thể sử dụng hoặc là trải nghiệm. Bút tiếp theo là Metallic. Thực ra cái bút này nó đã ở trên video của mình cách đây hơn một năm rồi, và mình nghĩ là các bạn không nên mua lại nó đâu, bởi vì cái ngòi nó mềm và đi nét nó rất là khó ấy, fail từ ngay cái lần ban đầu mình viết rồi. Và bút tiếp theo đấy là bút Soft. Mình nói như một bản dupe của Bensai vậy đó, viết chữ rất là đẹp luôn, các bạn nên mua và sử dụng. Em này cũng khá là rẻ, cực kỳ rẻ luôn, các bạn nên mua sử dụng. Đây là một cái bút Unibin. Thực ra em này để vẽ kỹ thuật để các bạn, nhưng mà mình chơi luôn viết calligraphy. Mình nghĩ là nó sẽ giống ngòi của em Bensai, nhưng không, nó không nên sử dụng viết calligraphy, nên các bạn không nên sử dụng nhé. Và một loại bút đây là Fudenesuke, và mình xin lỗi. Mình sẽ review bút Shiba trước. Thực ra mọi người không thích viết bút Shiba, nhưng mà mình rất là thích viết em bút Shiba ấy. Mình hay sử dụng, tuy em này không phải là brush, nhưng mà mình rất là thích sử dụng em ấy. Và bút cuối cùng đấy là Fudenosuke. Hồi đầu thì ghét em này lắm, mình không biết sao mình ghét nó luôn, hay là mình viết chữ thấy xấu xí. Nhưng mà khi mà mình sử dụng viết em này chữ, viết chữ xong ấy, thì khoảng 2-3 ngày thì mình bắt đầu thấy em này khá là ngon ấy. Biểu sao là của nào, kiểu như là của nào thức đấy ấy, nói vì sao ta, kiểu như là tiền nào của đấy chứ không phải là của nào thức đấy. Và mình biết em ấy khá là đẹp, và cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Đây là tổng hợp những cái loại bút calligraphy mình hay sử dụng. Nhớ like, share, comment để ủng hộ cho channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người.